Hello, xin chào cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Anime Defense nhé mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ involve con Luna, con Sidious ở update mới này nhé mọi người. Thì con này là mình đi cả ké của Sidious 3% nó ra nè. Thì hiện tại thì mình đã nâng nó lên 3k trời rồi, và mình cũng đã đầy đủ nguyên liệu để mình crack cái nguyên liệu để mình involve nó lên gọi là tiến hóa đó, mọi người ạ. À, coi thử cái tiến hóa lên thì nghe nói con này cũng khá là mạnh mọi người, dạng này cũng gọi là top 2 dam á. Hơn cả con Gozo, và chỉ thua mỗi con Dragon thôi nhé mọi người. Đây là nguyên liệu để chúng ta update đó, chúng ta sẽ nâng cái lên. Xong bây giờ mình sẽ qua invo coi thử coi ba cái hạt trừ này thì mình có lên được cái S nào hay không nhé mọi người. Cái con rồng của mình thì được 2S, một cái A cộng đấy, coi là liệu con này thì ba cái A trừ thì được cái S nào hay không. Thì ít nhất thì nó sẽ lên tầm khoảng A hoặc A cộng nhé mọi người. S thì gọi là nhân phẩm thôi, không lên S thì lên A cũng được, chả sao cả. S với A thì thực sự ra cũng bình thường, thì 3S nó đẹp hơn thôi mọi người ạ. À, bây giờ mình sẽ invo lên nhé mọi người nhé. Nguyên liệu thì cài cũng khá là lâu ấy. Ui giời ơi, 3K trừ lên cái gì đây, không thấy gì hết. Như phải chơi trong tối coi mới biết nó lên được cái gì mọi người ạ. Để coi nào, ít nhất cũng 1-2S thì nha. Ui giời ơi, 1K A cộng, 2K A thường mọi người, thôi không được, cũng chả sao. Đỡ xài đỡ sau này, nếu mà có điều kiện thì chúng ta sẽ cải lên 100% chúng ta run là sao. Bây giờ mình sẽ đi test down đó nha mọi người nhé. Vậy thôi, bây giờ chúng ta sẽ đem vô chúng ta test down coi thử coi sức mạnh của cái con này thì nó sẽ như thế nào thôi. Nghe nói là cũng khá là ok đấy chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ test down đó nha mọi người. Thì mình đã đến quay 7 để mình có tiền nhiều á, để mình đặt nó ra cho nó dễ. Con này thì update lên nó khá là tốn tiền nha mọi người. Nghe nói là nó có tăng down theo thời gian nữa, không phải tăng lên thời gian mà nó càng kêu được nhiều quá thì nó sẽ nhiều. Thì con này hiện tại mình mới level 62 thôi, và mới đặt ra thì nó sẽ là cũng lúc nào cũng là sẽ là AoE đứng thôi. Không biết là con này nó cuối cùng thì nó có lên được AoE toàn gọi là toàn phần hay không. Bây giờ chúng ta sẽ chờ chúng ta nâng cấp nó lên và chúng ta coi đam nó thử coi ở cái level 62 này thì nó sẽ gây ra lượng đam được bao nhiêu, và chiêu thức thì nó có cái gì thay đổi không nha mọi người. Dạng thường thì nó chỉ có cái chi cuối thì nó giống như chuỗi Kamiha thôi, còn cái dạng này thì chúng ta sẽ up lên như thế nào. Chưa có cái con nào 0.1% hết mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ bật chiêu thức lên nha, mình sẽ bật chiêu thức của nó lên. Chiêu thức coi có gì khác, mấy cái cấp này chắc là giống nhau thôi. Invo lên thì nhìn con nó khá là đẹp mọi người ạ. Lúc đầu thì đánh mình để mình up tiền mấy cái con kia mình lên, mình đã đánh quay này để cho nó tiền mình nó nhiều một xíu ạ. Cấp lên cho nó dễ mọi người ạ. Đang đi cổng mọi người, đang đi cổng i2. Tôi chưa có xếp định i2, chắc là tôi bữa nay tôi sẽ xong clip này tôi sẽ invo con Sora, xong Sora trước mọi người ạ. Cổng này chắc là chiêu chiêu thôi. Đầy đủ rồi mọi người ạ, tôi đầy đủ rồi. Giờ mọi người thấy đam nó lên theo phần trăm không? Nó được 2% đam rồi kìa. Cũng được đấy chứ, 2% đam rồi nhé mọi người á. Nó sẽ gọi là đi tốc độ nha. Để chúng ta không tốc độ không, mình nghĩ chắc tốc độ không được đâu. Phải tới ai quay 25 thì chúng ta mới biết được cái lượng đam của nó đưa ra là bao nhiêu. Gọi là thời gian đam thì cho con này không biết là cái gọi là cái tính đam của nó như thế nào mọi người ạ. Nhưng mà theo như gọi là giang hồ đồn thì con này là gọi là mạnh thứ hai trong game rồi. Đấy, nói chung thì cũng được. Tôi chưa có con xích để gì đâu, tôi chưa có Shiny thôi. Chắc là giờ enroll rồi, chắc tôi cũng không tiền của Shiny làm cái gì hết. Đấy, bây giờ lần đam up lên là được 16.000 rồi nè. Đấy, 8.000 rồi up lên một cái là được 16.000. Rồi tôi chưa level 70 nha mọi người, nếu mà level 70 chắc là nó sẽ khác nữa. Tôi phải nâng cấp con này lên mắt đã, xong rồi bắt đầu tôi sẽ dùng tiền lên cho mọi người coi đam nha. Chiêu thì nhìn nó cũng khá là bình thường mọi người, khá là bình thường, không biết là, nhưng mà thực sự ra khá là bình thường. Thì quan trọng là cái đam như thế nào và cái AoE như thế nào thôi. Còn ngoài cái hiệu ứng skill thì từ thường chắc tôi nghĩ mấy bạn vô đây mấy bạn cũng tắt hết thôi, mấy bạn không để hiệu ứng skill đâu. Để ứng skill là tung chảo rồi mọi người ạ. Để ứng skill máy ông nào yếu là cúp ấy. Ồ vậy đó, nó đánh là dấu ít mọi người ạ. Ồ chiêu mới này đúng không? Chiêu này lúc chưa enroll lên chị không thấy. Ồ
Đường Nam là 16.000 rồi nhé mọi người, và nó có thêm cái tăng Nam ở dưới, mọi người thấy không, được 3-4% gì rồi đó, 3-4% gì, không biết là nó cộng hẳn vô trong người luôn hay là như thế nào tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là nó có tăng Nam, à, nó cộng hẳn vào trong, chắc nó cộng hẳn mọi người đấy, được 4% rồi nè mọi người thấy không, đó 4% nữa, không biết là 4% đó là 4% của cái 4% của 16, 4% của 27.000 hay là 4% như thế nào. Chắc là cái số cộng nhỏ nhỏ ở dưới á mọi người ạ, à. Chắc là số cộng nhỏ nhỏ ở dưới á. Nếu như mà chúng ta không nhận được buff của con Rockta thì nó sẽ có cái lượng đam nhỏ ở dưới. À chắc thế, chắc thế. Tôi không biết nó cộng chính xác là bao nhiêu đam mọi người, mọi người biết cái cách thức cộng đam gọi là như thế nào mọi người hãy comment bên dưới nha. 31k rồi mọi người ạ, à. 31k rồi, 31k và ở dưới thêm 7k4 nữa, 31k2 thêm 7k4 nữa là hiện tại nó là 30. Đó, nó hết cái boost thì nó nhận được tập 2k mọi người, 2k riêng của nó. 4% là được 2k riêng của nó. Nếu như mà muốn biết nó cộng đam bao nhiêu thì chúng ta sẽ bán đi con Rockta. Nhưng mà thôi, mình sẽ để 3 con Rockta luôn, tại lúc nào mình muốn sử dụng con Rockta mà. Chúng ta sẽ biết được cộng như nào. 31k cộng thêm 8k nữa là hiện tại là 40k rồi mọi người ạ. Up lên một lần nữa là 42k. Ồ, khá mạnh đấy chứ. Không biết con này bao nhiêu up đây. Cảm giác chắc là mình cũng 11, 12 up. 44k ram đây này. Up lên phát nữa là 49k. Đấy. Con này nếu như mà được gọi là dạng, nếu mà được 3S nữa thì khá là ngon. Thêm cái 0.1 nữa ha. Ôi dồi ôi, perfect luôn cái chứ. Khó rồi, khó. Cái 0.1 đó là chúng ta phải roll chắc phải vài ngàn cục. Còn ông nào hên hên roll vài cái nữa ra. Tôi chắc là tôi số tôi không được vài cái đâu mọi người. Tôi chỉ hên về cái việc là đi ra shiny thôi, còn Rondo thì cảm giác tôi Ron hơi xui mọi người ạ. Cái Rondo tôi cảm giác tôi chỉ đi ra được shiny xích rẻ thôi, hoặc là xích rẻ thôi chứ khó mà Ron ra được. Cộng đam khá là ảo mọi người ạ. Con này cũng khá là ngon nha. Ngon nha mọi người. Có thể con này là được nhiều người dân tình đồn đoán là mạnh hơn con Sora rồi, nhưng mà mạnh hay không thì chúng ta phải nâng lên. Chứ là chúng ta phải con bên kia thì nó có 5 đốt mọi người ạ. À. Đó. Anh nhiều cái gì? Ủa, được thêm 49.4 và cộng thêm 12k là được 50 mấy k rồi đó mọi người ạ. À. 50 mấy k rồi đó. Cứ lên đam hoài luôn á. Nhưng mà nghe nói là cái tăng đam mà nó sẽ được 50% là nó hết nha mọi người. 50% là tôi chưa biết là 50% của cái lượng đam gốc hay là 50% như thế nào. Các bạn biết thì các bạn comment dưới nha. Đó, 6% rồi nè mọi người thấy không? 6% rồi. Cái con Luna này đi khó hơn con Sora nha mọi người. Con Sora thì mọi người có thể tìm cẩn dễ hơn, nhưng mà con này thì khó hơn. Đó, AOE nó được hình nón rồi nè. Con này không biết là đến cuối thì nó được AOE toàn phần không. Đây hình nón rồi nè, mình nghĩ chắc là không được toàn phần đâu. Thường thường mấy con cầm kiếm này không được toàn phần mọi người ạ. Nó dữ lắm, nó sẽ được một cái đường thẳng khác. Đường thẳng hoặc là gì đó. Ó, đây. Đây là cái dạng cuối ở cái chút lúc mà chúng ta chưa enroll nè mọi người ạ. Dạng cuối nó sẽ chuẩn Kamiha. Đây là dạng cuối nha. Để coi thử anh năng lên nữa thì nó sẽ ra được cái dạng gì không nha mọi người á. Con này ớt cuối không biết bao nhiêu tiền đây. Ớt cuối mà nó lên tầm khoảng 40k chắc là nó mắc hơn con Dragon luôn quá. Con này đặt được một con thôi nha mọi người. Con này đặt được một con thôi, 35k nè. Năng tiếp theo là 60k đam và đang là 54k cộng thêm 15k là 69k rồi mọi người ạ. Còn phát đó chứ. Chúng ta phải cộng luôn cả cái lượng đam cái gì ta. Cái lượng đam nó nằm ở dưới á mọi người ạ. Cái phát up này là bằng con Dragon này nè, 35.000 nè, không biết là mắc chưa. Không biết là mắc up chưa. Có skill gì mới hay không? Cảnh tôi đọc chuyện bên thanh gươm diệt quỷ, tôi ít đọc về Kusibu lắm mọi người, nhìn nó gớm á, tôi không có coi. Nếu như các bạn bị bệnh sợ lỗ giống tôi thì nhìn nó gớm lắm, tôi không thấy thấy khúc Kusibu thường tôi sẽ tua thôi. Trong game làm Kusibu vậy là hợp lý rồi.
cùng một con du lịch nữ xích rẹt ở Tùng Kiếm khá là dễ thương. Ok chứ, chứ không là gia làm giống trong game mà nhiều khi tôi không lấy luôn á, chứ làm giống cho phim là tôi không lấy đấy, vậy tôi gớm. À, còn nghe là còn một up nữa mọi người, up cuối cùng là 40k tiền. Phải cả trưởng à. Cái này thì chắc là chúng ta, nếu mà chúng ta muốn nó biết chính xác là nó cộng được bao nhiêu phần trăm đam thì chúng ta phải đi Infinity mọi người ạ. À. Infinity cuối 40.000 tiền, mắc hơn cả con Dragon luôn mọi người ạ. À. Dragon up cuối nó chỉ có 35.000 tiền thôi, chắc là có một chiêu mới á. Thường thường enroll lên cái cấp, tới cái cấp cuối cùng thì nó sẽ có một chiêu mới. Cấp cuối cùng nó sẽ có một chiêu mới, bây giờ chúng ta sẽ coi cái chiêu mới nó như thế nào nha mọi người á. Là cọc đam như thế nào luôn. Và cấp 62 mọi người, nếu mà tôi có mắc cấp thì nó sẽ ok hơn. Tôi mới cấp 62 thôi. Ở cấp cuối cùng thì chúng ta còn biết chính xác là cái lượng đam cuối cùng nó đưa ra là bao nhiêu. 40.000 tiền. Up cuối sẽ là lên được 65.000 đam. Ui 65.000 đam vậy là cũng con rồng của mình là hình như tới 86k bạn. Chúng ta sẽ tính cái lượng đam cơ bản nha. Tính chất lượng đam cơ bản thôi, nhưng mà chưa được AOE, nó vẫn là AOE đường thẳng mọi người ạ. À. Nó không được AOE vòng tròn, nó không được AOE toàn phần mọi người ạ. À. Nếu mà con này được AOE toàn phần nữa là ngon. Đây up cuối, ui to thế, cái AOE cuối to thế. Được nha. Ồ chiêu mới luôn rồi mọi người, có chiêu thức mới luôn nè. Ồ chiêu mới chém loạn xạ, đánh loạn xạ ấy, chém loạn xạ cho mọi người. Cũng ít nhất thì cũng phải được vậy đúng không? Không chịu luôn ấy. Được 65k đam mọi người ạ. À, và cộng thêm ở dưới hình như là mười mấy k nữa. Chưa kịp nhìn nữa. Rồi à, nó cũng gọi là cộng thêm 9k. Ơi 9k là đem cái đam cơ cộng riêng của nó nha. Vậy là 65 cộng với 9 là lên được 74k là cái lượng đam cơ bản của nó nha mọi người. Ờ, cái lượng đam tự cộng của nó nha, nếu mà chúng ta cộng cái kia vô nữa thì nó sẽ được 21k với 65k là đã được 86k rồi mọi người ạ. À. Còn riêng và cái hiện tại là nó được cộng tự bản thân nó cộng vô cho nó là được 9k cũng ngon rồi đó. Ồ mình không biết là nó tính phần trăm như thế nào thôi, nhưng mà mình biết là riêng bản thân nó là được vô đó nha mọi người. Ờ, riêng bản thân nó cứ cộng lên mọi người thấy không, được 20 luôn rồi kìa. Ồ, được 20 luôn là 11k này, nó 24k nè. Nó cộng tùm lum tà lay hết mọi người à, tôi không biết nữa. Nếu các bạn nào biết thì các bạn có thể comment bên dưới chỉ tôi nha. Tôi giờ tôi cũng hơi nhìn, nó cũng hơi hoa mắt một xíu. Nhưng mà tôi biết là con này top 2, mạnh top 2 game là được. Đấy, mạnh top 2 game nha mọi người. Đó mọi người. Cái AOE thì cũng được, cái AOE thì nó không được toàn phần. Nhưng mà như thế này thì sẽ phù hợp đặt trên đường thẳng mọi người ạ. À, đặt trên đường thẳng xong rồi chúng ta có thể chỉnh lát thì nó sẽ đánh được rất là nhiều. Lát thì nó sẽ đánh được rất là nhiều mọi người, nó sẽ đánh con xa nhất thì nó sẽ đánh được rất là nhiều. Đấy. 67 cộng 12, 12.000 này là của nó nha. Ủa, 67 hay là 65 mà. Ủa. Là sao? À chắc nó thể chắc nó cộng trực tiếp vào rồi mọi người ạ. À. Nãy tôi thấy 65 giờ nó 67. À, con này nhìn cộng đam nó nhìn nó, ông nào có cái công thức tính đam của con này hãy comment bên dưới cho tôi biết nha. Chứ giờ nhìn nó hơi rối rồi đấy. Nhưng mà nhìn lượng đam này chúng ta đã có là nó lại cộng về 12.000 nè. 12.000 là lúc chưa nhận búp rồi. 12.000 là lúc chưa nhận búp rồi mọi người ạ. 12.000 là lúc chưa nhận búp là nó sẽ cái tầm được 90k. Búp vô nữa là 100k. Ui ra cổng luôn rồi mọi người ạ. Nói chung thì khá là lần quần ta la quần. Đấy, thì đây là gọi là khi mình đã evolve con, mình đã tiến hóa con Luna rồi là sức mạnh của nó thì gọi là đứng top 2 trong game nhé mọi người. Rồi mình sẽ kết thúc cái clip này tại đây. Mọi người thấy clip này như thế nào? Đây là lượng bên dưới nhé. Clip sau, bye bye.